đây là vị trí khay sim. Đây là vị trí khay sim. Bây giờ sim mình sẽ để theo chiều này. Đây. Chiều lõm, chiều khuyết á, các bạn chú ý để tránh làm hỏng thiết bị. Mình sẽ tiến hành cắm vào và ấn nhẹ xuống thì nó sẽ vào. Đó là mình đã gá vào rồi. Bây giờ mình sẽ nhấn nhẹ xuống là xong. Rồi khi nó kêu cái cốp một cái là sim đã được vào. Đó.